7 dấu hiệu cho thấy hai quả thận của bạn đang rất khỏe mạnh, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm. Quý vị khán thính giả thân mến, thận được ví như máy lọc cơ thể, thanh lọc máu mọi lúc, mọi nơi. Chức năng thận mạnh mẽ bảo vệ sức khỏe của cơ thể chúng ta và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, những quả thận làm việc liên tục như vậy rất dễ bị tổn thương, dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh thận mãn tính cao. Làm thế nào để bạn biết thận của mình tốt hay xấu? Nếu cơ thể của bạn có 7 dấu hiệu này thì thận cực khỏe, rất đáng chúc mừng. 1. Ngủ ngon, chất lượng giấc ngủ tốt và ngủ không ra mồ hôi. Khi chức năng thận suy giảm, mọi người không chỉ gặp phải vấn đề tăng tiểu đêm mà còn xuất hiện tình trạng đổ mồ hôi vào ban đêm. Theo y học Trung Quốc, thận suy yếu sẽ là biểu hiện mà thường xuyên mơ mộng vào ban đêm. Vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Nếu mọi người ngủ ngon mỗi đêm, dậy sớm vào buổi sáng, tinh thần thoải mái, đây cũng chính là biểu hiện của thận khỏe mạnh. Nam giới có thận khỏe thường có giấc ngủ sâu vào ban đêm. Họ thậm chí có thể ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Bởi khi thận không ổn thì các chất độc sẽ càng có cơ hội tích tụ và không thể đào thải ra ngoài được. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa và khiến bạn ngủ không sâu giấc. Còn nếu bạn ngủ ngon và tràn đầy năng lượng thì chứng tỏ là thận đang hoạt động rất ổn định, khỏe mạnh. Nếu ban đêm ngủ mà bạn thấy mồ hôi chảy đầm đìa thì dấu hiệu này chứng tỏ thận hoạt động không tốt. Đây còn là hiện tượng cho thấy thận khí bị suy giảm, khả năng làm việc kém hơn. Còn nếu trong khi ngủ mà bạn không gặp phải hiện tượng đổ mồ hôi, thì điều này đồng nghĩa là thận của bạn đang hoạt động tốt. 2. Vào ban đêm buổi sáng sớm, cơ thể không xuất hiện phù nề. Khi lượng muối và lượng nước đi vào cơ thể quá nhiều hoặc sức khỏe của thận có vấn đề, ứ nước quá mức trong các khoảng trống mô có thể xảy ra vào ban đêm, chính là phù thủng. Bởi vì thận là một trong những cơ quan thoát nước quan trọng. Thận giúp duy trì sự cân bằng lượng nước trong cơ thể. Khi thận xuất hiện, vấn đề hoặc suy giảm chức năng của thận sẽ khiến nước trong được bài tiết ngoài kịp thời, lưu lại trong cơ thể chúng ta, khiến toàn thân bị phù nề. Được ví như máy lọc nước của con người, thận khỏe sẽ khiến cơ thể không bị tích nước hay phù nề. Bác sĩ Phó Văn Tĩnh, Phó Khoa Thận, Bệnh viện Tuyên Vũ thuộc Đại học Y khoa Thủ đô cho biết, khi ngủ dậy, nếu bạn phát hiện cơ thể có các triệu chứng như phù nề mắt, chân, đùi, thì khả năng cao là thận của bạn đang gặp phải vấn đề bất thường. 3. Nước tiểu trong, ít bọt. Đến từ khoa nội trực thuộc Bệnh viện số 1, Đại học Bắc Kinh, giáo sư Trương Hữu Khang cho biết, tình trạng nước tiểu phản ánh trực tiếp sức khỏe của thận. Nước tiểu trong, ít bọt là dấu hiệu cho thấy chức năng thận đang ở trạng thái bình thường. Nếu dấu hiệu nước nhiều bọt xuất hiện trong một thời gian dài, điều này đồng nghĩa với việc lượng protein trong nước tiểu ngày càng nhiều. Cùng với đó, những màu sắc bị cho là bất thường của nước tiểu có thể kể đến như màu trà đặc, màu xì dầu, màu đục như nước gạo. Khi nhận thấy nước tiểu có những màu sắc kể trên, bạn cần nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. 4. Chân tay ấm. Thường thì khi đi ngủ, trong phòng có nhiệt độ thấp thì tay chân sẽ lạnh hơn. Nhưng nếu ở phòng nhiệt độ cao mà chân tay bạn vẫn lạnh thì cần chú ý xem phải thận có gặp vấn đề gì hay không. Khi chức năng thận làm việc kém hơn, chất độc sẽ tích trữ lâu ngày, gây ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu. Sau đó, máu không thể lưu thông đến toàn bộ cơ thể nên khiến chân tay lạnh hơn. Còn chân tay ấm cả trong khi ngủ là dấu hiệu điển hình cho thấy thận khỏe. 5. Không thức dậy vào giữa đêm. Ngoại trừ việc uống khá nhiều nước, khi đi ngủ khiến cơ thể phải thức dậy giữa đêm để đi tiểu. Bình thường, mọi người sẽ không thức dậy giữa đêm. Đây là một trong những biểu hiện của thận khỏe mạnh. Khi chức năng thận của con người bị suy giảm,
nước được lọc bởi các cầu thận không được hấp thụ hoàn toàn vào cơ thể. Điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng nước tiểu trong bàng quang, từ đó làm tăng số lần thức dậy vào ban đêm. 6. Huyết áp ổn định, bình thường. Khi chức năng thận bị suy giảm, huyết áp có nguy cơ cao và càng gây nhiều trở ngại cho thận. Theo bác sĩ Phó Văn Tĩnh, người bệnh huyết áp cao thường xuất hiện triệu chứng tiểu đêm nhiều, còn người mắc bệnh tiểu đường thường xuyên thải ra nước tiểu nhiều protein. Đây đều là các dấu hiệu của thận hư. Chính vì vậy, huyết áp ổn định được coi là một trong những yếu tố đánh giá sức khỏe của thận. Nếu nhận thấy huyết áp có dấu hiệu tăng cao bất thường liên tục trong một tuần, bạn nên nhanh chóng tới bệnh viện kiểm tra. 7. Không đau lưng và tinh thần sung mãn. Thận nằm ở vị trí hai bên eo nên nó liên tục trực tiếp đến vùng thắt lưng. Khi thận không khỏe mạnh, các triệu chứng như thiếu năng lượng, đau yếu vùng thắt lưng và đầu gốc sẽ gây ra. Nếu thận khỏe mạnh thì những triệu chứng này sẽ không có. Ngoài ra, nếu đàn ông cảm thấy quá đau lưng thì có thể xoa bóp, massage ở khu vực này. Nó giúp thúc đẩy lưu lượng máu và thải độc tố ra ngoài cơ thể. Chức năng thận hoạt động bình thường sẽ giúp quá trình bài tiết các độc tố ra ngoài cơ thể diễn ra một cách ổn định. Ngược lại, khi cơ quan này gặp vấn đề, các chất cặn bã sẽ tích tụ bên trong khiến tinh thần mệt mỏi, cơ thể uể oải. 9. Thực phẩm tốt cho sức khỏe của thận. Chúng ta đều biết rằng chế độ ăn uống cân bằng rất quan trọng đối với sức khỏe. 15 thực phẩm sau không chỉ tốt cho sức khỏe nói chung mà còn là những thực phẩm đơn bổ thận. 1. Ớt chuông đỏ. Ớt chuông đỏ là sự lựa chọn tốt cho những người quan tâm đến sức khỏe của thận bởi vì loại ớt này có nồng độ kali thấp. Ngoài ra, ớt chuông đỏ còn chứa vitamin A, C, B6 và axit folic và chất xơ. Ớt chuông đỏ cũng chứa các chất chống oxy hóa như lycopene giúp bảo vệ chống lại một số loại ung thư. Có thể trộn ớt chuông đỏ vào cá ngừ hay salad gà hoặc ăn sống. 2. Bắp cải. Bắp cải có chứa các hợp chất hóa học có thể phá vỡ các gốc tự do trong cơ thể, giúp phòng chống ung thư và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Bắp cải là thực phẩm rẻ tiền và là một món ăn tuyệt vời cho bữa ăn của bạn. Bởi bắp cải giàu vitamin K và C, chất xơ vitamin B6 và axit folic nhưng lại có lượng kali thấp. Nếu bạn đang theo chế độ ăn uống lọc máu, có thể cho thêm bắp cải vào món xà lách trộn hoặc ăn kèm cùng các món cá. 3. Súp lơ. Một siêu phẩm thân thiện với thận là súp lơ. Loại rau họ cải này mang lại nhiều vitamin C cùng folate và chất xơ. Ngoài ra, nó có chứa các hợp chất giúp gan trung hòa các chất độc hại. Súp lơ có thể ăn sống hoặc trần lên rồi cho vào món salad. Súp lơ hấp hoặc luộc cũng là một món ăn tuyệt vời. 4. Tỏi. Tỏi giúp giảm viêm và giảm cholesterol máu. Trong tỏi cũng chứa chất chống oxy hóa và chống đông máu. Nếu bạn đang theo chế độ ăn uống lọc máu, sử dụng bột tỏi thay vì muối tỏi để thêm hương vị cho bữa ăn mà không cần bổ sung thêm natri. Có thể dùng tỏi với nhiều nguyên liệu khác nhau như thịt, rau quả hoặc nước sốt cà chua để thêm hương vị cho các món ăn. 5. Hành tây. Một thực phẩm làm gia vị phổ biến là hành tây. Hành tây có đầy đủ các chất flavonoid, đặc biệt là quercetin. Flavonoid là các chất tự nhiên ngăn ngừa sự lắng đọng của chất béo trong mạch máu. Quercetin là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm nguy cơ bệnh tim, bảo vệ chống lại nhiều dạng ung thư và cũng có đặc tính chống viêm. Hành tây cũng chứa chrome, một loại khoáng chất giúp cơ thể chuyển hóa chất béo, protein, carbon hydrate. Có thể ăn sống hoặc nấu chín hành tây khi chế biến thành các món ăn khác nhau.
6. Táo. Ăn táo mỗi ngày thực sự tốt cho sức khỏe. Chất xơ và chống viêm có trong táo làm giảm cholesterol, ngăn ngừa táo bón, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim và giảm nguy cơ ung thư. Ngoài ăn táo, bạn cũng có thể nấu chín táo để tạo ra các món tráng miệng hoàn hảo. Có thể uống nước táo hoặc rượu táo cũng rất tốt cho cơ thể. 7. Lòng trắng trứng. Bạn có biết lòng trắng trứng là protein tinh khiết? Lòng trắng trứng cung cấp protein chất lượng cao nhất cùng với tất cả các axit amin thiết yếu. Nếu bạn đang áp dụng chế độ ăn uống bảo vệ thận, lòng trắng trứng là một lựa chọn do ít có phốt pho hơn so với các nguồn protein khác như lòng đỏ trứng hoặc thịt. 8. Cá. Cá là một nguồn protein chất lượng cao. Cả Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ và Hiệp hội Tim mạch Mỹ đều khuyến cáo nên ăn cá 2 hoặc 3 lần một tuần. Bên cạnh nguồn protein tuyệt vời, cá còn chứa chất béo chống viêm omega 3. Những chất béo lành mạnh này giúp phòng ngừa bệnh ung thư và bệnh tim. Omega 3 cũng giúp phần giảm LDL cholesterol xấu và tăng HDL cholesterol tốt. Các loại cá có nhiều omega 3, nhất là cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá trích và cá hồi vân. 9. Dầu ô liu. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng người dân ở quốc gia dùng dầu ô liu thay cho các loại dầu ăn khác có tỷ lệ ung thư và bệnh tim thấp hơn. Điều này là minh chứng cho nhiều thành phần tốt có trong dầu ô liu. Axit olenic, một axit béo chống viêm và bảo vệ chống lại quá trình oxy hóa, và polyphenol, ngăn ngừa viêm nhiễm và quá trình oxy hóa. 7 bí quyết giữ cho thận khỏe mạnh. Thận là một trong những bộ phận quan trọng nhất và cũng dễ bị tổn thương nhất của cơ thể. Bệnh tăng huyết áp, bệnh tiểu đường hoặc gia đình có tiền sử bị suy thận cũng khiến cho bạn có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn. Vì thế, việc giữ cho thận khỏe mạnh rất quan trọng đối với sức khỏe mỗi người. Một số cách sau đây có thể giúp thận của bạn hoạt động hiệu quả, khỏe mạnh trong mọi giai đoạn của cuộc đời. 1. Bổ sung lượng nước thích hợp. Nước tốt cho cơ thể và giúp ngăn ngừa nhiều bệnh. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào chứng minh việc uống quá nhiều nước sẽ giúp tăng cường chức năng thận. Vì vậy mà bạn chỉ nên uống một lượng nước vừa đủ cho cơ thể, từ 4 đến 6 ly, khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Uống nước nhiều hơn bình thường chưa chắc là cách giúp thận khỏe mạnh và làm việc tốt hơn. 2. Làm gì tốt cho thận? Ăn những thực phẩm tốt cho sức khỏe. Thận có thể bị ảnh hưởng từ thói quen ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng hầu hết các vấn đề ở thận phát sinh từ các bệnh như tăng huyết áp và tiểu đường. Vì vậy, bạn nên có chế độ ăn uống lành mạnh, điều độ để kiểm soát cân nặng, huyết áp và đường huyết. Phòng ngừa bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp là cách làm cho thận khỏe mạnh mỗi ngày. 3. Luyện tập thể dục đều đặn để thận khỏe mạnh. Nếu cơ thể bạn đang khỏe mạnh, việc áp dụng chế độ ăn uống điều độ kết hợp tập thể dục sẽ giảm cân và phòng ngừa tăng huyết áp. Điều này cũng giúp ngăn ngừa những bệnh về thận. Tuy nhiên, bạn hãy chú ý đến cường độ tập luyện, đặc biệt nếu thể trạng không tốt hoặc có những bệnh lý khác. Khi cảm thấy cơ thể không được khỏe, bạn không nên tạo sức ép lên trên các cơ quan, trong đó có thận. Đặc biệt, bạn cần chú ý không được tập thể dục đến mức gây nên tình trạng phá hủy mô cơ. 4. Hãy thận trọng với các chất bổ sung và các loại thảo dược. Việc bạn dùng quá nhiều các loại vitamin hoặc một số chất chiết từ thảo dược cũng có thể gây hại cho thận. Vì thế, một trong những cách giúp thận khỏe mạnh là phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại vitamin hay thảo dược nào nhé.
5. Làm gì để thận khỏe mạnh? Từ bỏ thuốc lá. Hút thuốc lá có thể làm tổn thương mạch máu hoặc làm giảm lưu lượng máu trong thận. Thận không nhận được đủ lưu lượng máu sẽ không thể hoạt động ở mức tối ưu. Hút thuốc lá cũng làm tăng nguy cơ tăng huyết áp cũng như nguy cơ ung thư thận. Nếu bạn ngừng hút thuốc, nguy cơ mắc bệnh sẽ giảm xuống so với những người vẫn tiếp tục hút thuốc. Tuy nhiên, bạn cần bỏ hút thuốc trong rất nhiều năm để mức rủi ro giảm xuống thấp đến mức bằng người chưa từng hút thuốc. Hãy từ bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh nhiều nhất có thể. 6. Không nên lạm dụng các loại thuốc không kê đơn, thuốc OTC. Các loại thuốc không kê đơn thông thường như ibuprofen và naproxen có thể gây tổn thương đến thận nếu bạn uống quá thường xuyên trong một thời gian dài. Nếu thận đang khỏe mạnh mà bạn lại lạm dụng những loại thuốc này, rất dễ làm tăng nguy cơ mắc bệnh về thận. Trường hợp bạn đang dùng thuốc này để điều trị những cơn đau mãn tính hoặc viêm khớp, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ về việc theo dõi chức năng thận hoặc tìm các biện pháp thay thế để kiểm soát cơn đau. 7. Kiểm tra chức năng thận thường xuyên nếu có nguy cơ. Nếu mắc bệnh tiểu đường hoặc tăng huyết áp, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra chức năng bất thường của thận để tiện theo dõi và có biện pháp chữa trị kịp thời. Các bệnh về thận về lâu dài nếu không có cách điều trị cụ thể có thể dẫn đến ung thư, gây nguy hiểm cho tính mạng.